chào tất cả các quý vị đã đến với góc bếp thương thương của Nam Trân một lần nữa. Và hôm nay Nam Trân xin gửi đến quý vị món củ cải kho thịt ba chỉ với tôm. Cái món này thì nó mang đậm tính chất của Huế, tại vì nó sẽ có ruốc và ớt bột. Thì trong cái món củ cải kho này thì Nam Trân sẽ có củ cải, dĩ nhiên có củ cải, sẽ có hành, hương, tôm, Nam Trân sẽ chọn loại tôm có đầu, thịt ba chỉ, Nam Trân sẽ có ớt bột, tiêu, tỏi và một chút, nó gọi là tomato paste, là cái loại cà chua mà họ đã được quét ra thành một cái loại giống như là bột sệt sệt vậy đó. Thì nó gọi là paste, P-A-S-T-E. Thì Nam Trân sẽ dùng một chút xíu để cho nó lấy màu. Thì trong cái món này đó, Nam Trân sẽ chọn khoảng 4 đến 6 củ cải. Tôm thì khoảng chừng 1 pound, 1 pound rưỡi là nhiều lắm rồi. Thịt ba chỉ cũng vậy, Nam Trân cũng dùng khoảng chừng 1 pound rưỡi thịt ba chỉ. Thì trong khi mà Nam Trân chuẩn bị rửa thịt làm tôm này kia đó, thì Nam Trân bắt cái bếp lên. Nam Trân sẽ có hai cái bếp được để sôi lên, đó là một cái đó thì để Nam Trân trần thịt qua, nói chung là mình rửa thịt với muối vậy đó. Một cái thứ hai đó là Nam Trân sẽ luộc củ cải, tại vì củ cải sẽ rất là hăng. Khi mà mình nấu thẳng như vậy thì để bớt cái mùi hăng củ cải á, thì Nam Trân sẽ luộc sơ và bỏ cái nước đó đi, xong khi đó mình mới dùng, rồi khi đó mình mới kho. Thì hiện tại bây giờ Nam Trân sẽ nước cũng bắt đầu sôi rồi. Nam Trân sẽ lấy miếng thịt ba chỉ và cắt ra. Củ cải mình cũng sẽ cắt nó hơi lớn, nên thịt ba chỉ thì mình cắt khoảng chừng 2 cm rưỡi. Nước sôi Nam Trân cứ bỏ vào. Và cho khá khá muối chút xíu. Thịt bên đây nhiều khi họ đã bỏ đông lạnh không biết bao nhiêu lâu, nên Nam Trân thường đó, đối với bất cứ cái loại thịt nào, hầu như ngoài cái thịt bò để mình làm đồ ăn đó, thì Nam Trân không có luộc qua. Còn những thứ khác giống như là nấu phở, hầm xương hay là gì, tất cả các loại thịt Nam Trân đều trần sơ qua với muối và bỏ cái nước đầu đi. Cái thịt ba chỉ này á, một cái lý do khác mà Nam Trân thích trần sơ nó qua như vậy, dù là thịt có tươi cỡ nào Nam Trân cũng trần sơ để mình cắt cho nó rất là dễ, tại vì những lớp thịt lớp mỡ nhiều khi nó chảy đó thì khó cắt lắm. Thì Nam Trân bỏ vào trong nồi luộc sơ nó. Còn bây giờ trong đi, khi thịt nó hơi chín một chút xíu thì Nam Trân sẽ lấy củ cải. Củ cải mình gọt vỏ, cắt đầu cắt đuôi đi ha. Củ cải thì hồi nãy Nam Trân rửa sạch nó rồi, tại vì để chung với là hành ngò đó, nên Nam Trân làm vậy để cho mọi người thấy cho dễ thôi. Và Nam Trân lúc nào cũng có cái thùng rác xinh xinh của mình ở đây. Với cái củ cải này đó thì có một cái Nam Trân không có cắt một cái cục to như vậy, nó sẽ khó nhừ lắm, và mình ăn nó không được mềm mại. Thì cái củ cải thường thường Nam Trân vẫn, nếu mà củ cải lớn thì mình có thể chẻ đôi như vậy xong mình cứa làm ba, nhưng mà cái củ cải này nó vừa, Nam Trân chọn cái size nó vừa đủ thôi, nên mình sẽ cắt 1, 2, 3 là như vậy. Cái miếng củ cải mình nó dày, khi mình nấu cỡ nào nó có nhừ cỡ nào nó cũng không có nát, mà khi mà nó nguyên miếng như vậy thì nó sẽ thấm tháp và nấu rất là nhanh. Khi Nam Trân cắt á, thì Nam Trân để một khoảng chừng 1 cm rưỡi dưới đây nè, thì mình ngưng cái đầu trên đây thì mình đụng dưới đây, thì như vậy á mình có thể làm. Còn nếu không á, Nam Trân có một cách khác nữa,
đó là để hai cái thanh đũa ở giữa cái củ cải như vậy, thì mình cứ nhắm mắt mà cắt đại thôi, cắt cho hết cái củ cải. Nếu mà như vậy mình biết chắc là cái củ cải của mình nó không đi xuyên suốt hết thì nó sẽ không bị đứt. Sau khi đó là Nam Trinh cứ lấy cái thanh đũa của mình ra, và khi đó cứ nhắm khoảng chừng một khúc, khoảng chừng 1 cm á, thì mình cứ cắt như vậy và cắt cho hết 4 củ cải. Thịt mình luộc trần sơ thôi thì khoảng nãy giờ khoảng chừng 5-7 phút á, để khoảng chừng 7 phút đi thì mình có thể mình tắt bếp lại. Bây giờ để Nam Trân làm hết cái khoảng củ cải này. Khi củ cải thì cũng cho chút xíu muối vô cũng được. Cái món này mình ăn cơm bắc cơm lắm nên có quý vị cẩn thận nha. Món này thì tuyệt vời để khi mà mình bới cơm đi làm, nó dễ ăn đó, dễ hâm, dễ ăn. Giống như cũng củ cải mà nó lớn như vậy á, thì quý vị có thể cắt. Nếu mà mình không kiếm được những cái củ cải mà nó nhỏ đó thì mình có thể cắt đôi nó ra và cũng làm như vậy. Nhỏ Nam Trân mà cắt cái này là cứ kêu 1, 2, 3 xuống, 1, 2, 3 xuống. Bà ngoại nó 1, 2, 3 xuống nha con, không đừng có cắt. Mình cắt hai cái á thì nó lại mỏng quá, mà cắt 4 cái thì ngoại kêu dày quá. Mình cứ 1, 2, 3 xuống. Nam Trân nói lại, nếu quý vị không muốn để cây đũa đó thì mình có thể để nó cách khoảng chừng 1,5 cm ở đây. Cái đầu này thì mình có thể đụng ở đây để mình lấy cái chuẩn đó. Thì mình cứ đó đi xuống như vậy là bảo đảm cái khúc này nó sẽ không bị cắt á. Thì mình sẽ làm nó rất được đều. Bây giờ nước cũng đã sôi rồi, Nam Trân bỏ hết phần củ cải vô trong nồi nha. Khi quý vị hay các em mà ít nấu ăn đó thì khi bỏ vô đừng có thảy một cái nước bắn tùm lum hết. Mình có thể kê cái rổ của mình ngay bên cạnh miệng nồi đó, mình đi từ từ xuống thì nó không có bắn vô trong người của mình. Để cho nó sôi, cho nó nhừ chút xíu, để cho nó ra bớt cái nước nhẫn ở trong. Bây giờ Nam Trân bắt đầu, Nam Trân xả cái thịt này ra, Nam Trân rửa sơ. Khi thịt luộc rồi mình bỏ ra thế này rồi mình Nam Trân cũng sẽ cắt nó khoảng chừng 1,5 mm dài dài, đừng có mỏng quá. Cái khi mình ăn miếng thịt nó vẫn còn cái độ dai của miếng thịt á. Đây, miếng thịt Nam Trân cắt nó khoảng cỡ này. Nào, thì quý vị thấy cắt nó dễ không? Thịt nó vẫn còn hồng đào ở trong đây, nhưng mà nó thứ nhất là mình làm cho nó sạch, thịt trắng. Quý vị cũng có thể bỏ khoảng chừng 1 muỗng giấm cho trong đó, khi mình rửa ra lại không có ảnh hưởng gì hết đến thức ăn của mình hết, mà cái da heo nó sẽ được trắng. Hay ít là tùy quý vị nha. Tại nhà Nam Trân thì thích ăn thịt, và khi có miếng thịt, có miếng đồ ăn á, thì nó hấp dẫn hơn, nên lúc nào cũng có một cái phần thịt cũng khá khá. Ok, mình cắt
cắt xong mình để đây. Bây giờ Nam Trân sẽ chuyển qua tôm. Tôm thì lựa loại tôm có đầu, và sau khi cắt đầu, bỏ vỏ này kia, lột vỏ ra, giữ cái gạch lại. Tôm thì mình có thể mình dùng kéo mình cắt. Rồi Nam Trân dùng cái mũi kéo vậy nè, Nam Trân bấm một cái này cái bụng của nó. Thì khi sau khi đó mình lột rất là dễ, mình có thể tuột cả cái vỏ tôm ra ngoài rất là nhanh. Trong cái bếp của mình muốn nấu ăn nhanh á, thiệt ra là mình biết thu xếp thôi. Giống như là trong khi mình chuẩn bị mấy cái này á, thì mình nấu cái nồi nước sôi, sau khi mình cắt xong rồi mình bỏ, trong khi nó luộc, rồi trong khi mình lại quay lại mình làm những cái thứ khác. Thì nếu mà mình biết thu xếp như vậy thì cái cách mình nấu ăn rất là nhanh mà không có gì gọi là vất vả hết. Rất là enjoy, rất là thoải mái đối với Nam Trân. Mà ở trong bếp là một cái gọi là cái meditation, gọi là cái thiền của Nam Trân. Vô trong đó là nấu ăn mà không có nghĩ ngợi gì hết, không có rất là vui. Sau khi mình lột hết cái phần tôm này thì Nam Trân sẽ chẻ cái sống lưng của con tôm và lấy cái chỉ đen ở trong nó ra. Cái chỉ đen trong đây thì nhiều khi ăn nó hơi nhẫn nhẫn. Tí nữa mình làm tôm á, thì tôm mình coi như đồ ăn mình nấu gần xong rồi, khi đó mình mới bỏ tôm vào. Sau khi tôm đã lột vỏ và làm sạch như vậy thì cái gạch tí nó ra, nó sẽ ra cái màu rất là đẹp. Cái chảo dày lớn như vậy tí nữa Nam Trân sẽ dùng để nấu, để kho củ cải. Củ cải khi quý vị nấu lên như vậy cho nó sôi khoảng chừng 5 phút. Sau khi đó mình đổ ra. Cái tiếp đó của đợi củ cải đang nóng để Nam Trân chuẩn bị vài thứ. Khi mà thớt đã sạch rồi đó thì Nam Trân sẽ cắt hành lá khúc khoảng chừng 5 cm. Cái này là mình đang chuẩn bị cho cái phần mà xong rồi đó, nấu xong rồi đó. Nam Trân sẽ sử dụng hai củ hành hương. Và cái củ hành hương này lớn quá, thôi chắc một cái thôi. Và mình cũng cắt nhỏ ra. Mình chỉ xắt lát thôi chứ mình không có bầm nó đây. Bây giờ Nam Trân sẽ chuẩn bị cái bếp, cái chảo và cho lửa lớn lên. Mình bắt đầu mình xào thịt trong lúc mình đợi củ cải sôi. Chảo để nóng và khô rồi, khi đó ta cho một chút xíu dầu vào để tăng thêm cái nhiệt độ trong chảo đó. Có dầu vào nó tăng thêm cái nhiệt độ trong chảo. Nam Trân sẽ cho hành và tỏi. Cái món này nếu mà quý vị đi làm nhiều, không muốn làm nó mỗi tuần hay mỗi 2 tuần này kia đó, thì cái món này tuy là củ cải nhưng mà mình có thể bỏ vào ngăn đá. Thường thường Nam Trân làm nhiều á, xong Nam Trân bỏ cho mấy cái gô nhỏ nhỏ nhỏ, lâu lâu mình thèm mình lại lấy ra để qua đêm, xong ngày hôm sau là mình có thể ăn. Tại là mỗi lần nấu cái món này nó có ruốc á, nhà nó cũng hơi thơm thơm một chút. Bây giờ Nam Trân cho tỏi vào. Tỏi khoảng chừng 3 tép là đủ rồi. Khi tỏi thơm rồi mình cho hết cái phần thịt vào. Nè, củ cải bắt đầu sôi rồi. Nam Trân sẽ canh nó khoảng chừng 5 phút. Sau khi Nam Trân xào cái này là củ cải vừa là mình đổ vô là cái thời gian của mình là coi như là canh rất là đều.
mình sẽ cho ớt bột. Ớt bột thì tùy theo mình thích ăn cay không cay. Nam Trân thì thích cay lắm, món nào cay thì phải ráng cay, còn món nào không ăn cay thì thường không bỏ vào, nhưng mà món nào cần cay thì Nam Trân không có nhẹ tay với ớt, với màu mè. Sau khi bỏ ớt bột thì Nam Trân sẽ cho ruốc vào. Ruốc thì cho khoảng chừng với chừng này củ cải đó, 5-6 củ cải như vậy đó, thì cho khoảng chừng 1 muỗng như thế này, khoảng 1 tablespoon, 1 tablespoon rưỡi. Mình tao cho nó thấm vô đây. Lúc này Nam Trân sẽ cho một chút tomato paste vô. Cho nó thấm ra thôi chứ cũng không cần. Đây là cái màu thịt có ruốc, có ớt bột như thế này. Tiêu thì Nam Trân cũng lúc nào cũng sẽ bỏ cuối. Và bây giờ 5 phút của cái này mình ăn bếp bên đây, Nam Trân cho lửa nhỏ lại, đậy nắp lại ha. Xong Nam Trân sẽ cho cái củ cải ra. Sẽ rắc khoảng chừng chút xíu muối nữa. Mình cho 2 tablespoon nước mắm. Cho 3 đi ha. Cái muỗng này nó hơi nhỏ. Bây giờ Nam Trân đưa củ cải vào trong nồi. Mình trộn cho đều. Thơm lắm quý vị ơi. Nam Trân xin nhắc lại với quý vị là trong cái món này á, thì nó gồm có ớt bột, củ cải, tôm, tỏi, hành hương, nước mắm, tiêu, ruốc và một chút tomato paste là sauce cà chua đặc á, và một bó hành, một khúc hành. Thì sau khi luộc thịt và cắt thịt nhỏ và luộc củ cải thì mình có thể xào chung tất cả mọi thứ lại với nhau. Và trong khi đó, sau khi đó mình sẽ ung nó khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ. Đậy nắp lại, sau khi Nam Trân đã trộn đều rồi thì Nam Trân đậy nắp lại. Cho khoảng chừng 20-25 phút. Và lúc này á, mình đừng cho lửa lớn nữa, lửa small medium thôi là vừa rồi. Thì như vậy á, thì cái nước ở trong củ cải, nước thịt nó ra, nó đậm hơi trên nắp á, xong nó đổ xuống lại. Thì như vậy đó, nó tiếp tục nó nấu, mình không bỏ một chút xíu nào nước hết á, tí nữa nước tự động sẽ từ trong củ cải thịt nó sẽ ứa ra và mình có cái sauce của mình rồi. Bây giờ Nam Trân sẽ chuẩn bị tôm. Nãy giờ đó mình kho cái củ cải khoảng chừng 15 phút rồi. Thì bây giờ Nam Trân sẽ bỏ tôm vào đảo trong đó, mình cho khoảng chừng 10 phút nữa thì mình có thể lấy ra và bắt đầu mình có thể dọn cơm được rồi. Tôm á, lúc nào mình cũng đừng có bỏ nó sớm đó, cho nó teo lại hết và nó dai cái con tôm đi.
Món này Nam Trân không có bỏ một chút xíu đường nào hết á, tại vì cái củ cải nó đã ngọt rồi. Mình bỏ đường vô nó sẽ làm lợ cái đồ ăn của mình nó không ngon, tại vì là món kho mà, nên mình không có bỏ đường. Bây giờ Nam Trân đậy nắp lại, khoảng chừng 10 phút nữa là mình có thể bắt xuống và dọn cơm được rồi. Trong lúc đợi củ cải 10 phút nó chín thì Nam Trân lại quay ra, Nam Trân rửa chén, rửa mấy cái rổ này kia hồi nãy mình dùng đó. Thì nếu mà mình biết thu xếp công việc trong cái bếp của mình đó, thì chỉ cần trong vòng nửa tiếng đồng hồ là mình có thể dọn cơm lên cho gia đình, và bản thân mình cũng có thể ngồi xuống ăn cơm chung với gia đình, không có phải lo lời chén bát này kia nó lung tung trong bếp. Người rửa sau khi ăn cũng rất là vất vả, rất là ngán, tại vì ăn no rồi chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, đúng không? Để Nam Trân đi rửa chén nha. Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười. Nam Trân thì suốt ngày chỉ có chọn vào bếp là cái này niềm vui vô cùng sung sướng của Nam Trân, rất là bình an. Mà sau khi mình nấu ăn thì được tất cả mọi người trong gia đình thích thú, thì cái đó là cái niềm vui và là vô bờ đối với Nam Trân. Sau khi Nam Trân rửa chén thì mất cũng hết 7-8 phút rồi. Bây giờ Nam Trân sẽ bỏ hết cái khoảng hành mà Nam Trân đã cắt khúc như thế này, bỏ vào trong. Đây quý vị thấy là nó có cái nước nè. Bây giờ nước củ cải với nước thịt nó ra. Mình không cần bỏ một chút xíu nước nào hết. Mình đừng có để lửa lớn thôi. Lửa lớn quá nó sẽ làm rút hết nước đó. Như vậy là chúng ta đã xong món củ cải kho với thịt ba chỉ và tôm. Nam Trân sẽ múc ra. Bưng lên trên bàn mình điệu chút xíu, mình clean cái dĩa của mình. Và lúc nào trong nhà thì Nam Trân cũng có ít ngò, nói gì thì nói, nấu ăn thì lúc nào một chút xíu màu mè trong cái dĩa của mình nó cũng tăng thêm cái phần làm cho mình muốn ăn. Và khi đó Nam Trân mới rắc tiêu. Cái này không dùng tiêu nhiều tại vì mình đã có những cái gia vị khác rồi, thì tiêu chỉ là một cái món bỏ thêm để cho nó có vị nhẹ thêm chút xíu thôi. Đây là món củ cải kho. Thì Nam Trân xin gửi đến với quý vị và nhắc lại đến quý vị món củ cải kho. Thì Nam Trân đã bỏ trong đây đã có ớt bột, tỏi, hành hương, tomato paste và ruốc, và 3 muỗng nước mắm. Khi mà mình làm thì mình bỏ dầu vào trong chảo cho nóng. Trước khi Nam Trân kho củ cải thì Nam Trân đã luộc củ cải sơ qua và luộc thịt sơ qua, sau khi đó cắt mọi thứ rồi kho nó lên với tất cả các gia vị mà Nam Trân đã giới thiệu đến quý vị. Khi kho như vậy thì nó mất khoảng chừng từ cái giai đoạn mà mình nấu đến khi mà mình xong á, thì cũng khoảng chừng 30 phút. Nam Trân hy vọng quý vị đã thích thú với cái món mới của Nam Trân, đó là củ cải kho với tôm thịt ba chỉ. Hy vọng đón chào quý vị vào chương trình Góc Bếp Thương Thương của Nam Trân lần tới.
giờ cơm tới rồi.